sĩ biên phòng vẫn chưa được ăn uống gì. Lo ra đêm, cháu bị khổ nó ngồi trên nhà. Ôi chạy, chạy, chạy đi. Ôi, chạy đi. Chạy. Những hình ảnh mà chúng ta vừa theo dõi chắc chắn sẽ là những hình ảnh mà các phóng viên tác nghiệp trực tiếp tại hiện trường như chúng tôi không thể quên. Là những người dẫn thường xuyên truyền tải tới quý vị thông tin đến khán giả trong suốt một năm vừa qua. Chúng tôi đã luôn phải chứng kiến những nỗi đau như vậy trong năm 2020. Có thể nói một năm mà thiên tai và dịch bệnh khốc liệt nhất trong nhiều thế kỷ qua. Nếu như 6 tháng đầu năm cùng với thế giới, Việt Nam lao đao vì Covid-19, thì 6 tháng cuối năm chúng ta lại phải gồng mình với thiên tai dồn dập. Sau đây phóng viên Tùng Thư sẽ cho chúng ta thấy những con số khắc họa trọn vẹn sự khắc nghiệt ấy. Cho đến những ngày cuối cùng của năm 2020 thì những dấu vết về tai trời ách nước ập xuống vùng đất này vẫn tương đối là rõ ràng. Xen lẫn trong màu xanh của núi rừng là những mảng màu đất đá đã bị bóc trần sau những vụ sạt lở đất hay là lũ quét. Ở đây chỉ là một phần của dãy Trường Sơn hùng vĩ, bờ đông của nó kéo dài suốt dọc miền Trung của nước ta đã bị băm nát trong suốt nhiều tháng qua vì sạt lở. Cho đến lúc này thì chưa có thống kê đầy đủ là đã có bao nhiêu vụ sạt lở xảy ra ở miền Trung của nước ta. Tuy nhiên thì những thiệt hại về người thì quá là rõ ràng. Đến 132 người đã bị thiệt mạng, chiếm đến một nửa số người bị thiệt mạng và mất tích do thiên tai ở nước ta. Có đến 300.000 ngôi nhà đã bị tốc mái và đổ sập, 500.000 lượt ngôi nhà thì đã bị ngập, có đến 1.000 km đường là đã bị sạt lở và 4 triệu mét khối đất đá đổ ụp xuống. Ước tính về thiệt hại do thiên tai ở nước ta lên đến 35.000 tỷ đồng. 3 giây cho một vụ sạt lở đất hay là lũ quét đã có thể cuốn sạch tính mạng cũng như thậm chí là một bản làng. Một vài chục phút gió bão cuốn sạch một cơ ngơi. Thiên tai đã ập đến mà không cho chúng ta bất kỳ một cơ hội nào để có thể thương lượng. Viết! Bỏ nó hồi đi! Viết! Lâu lâu mẹ cũng đi kim, hai ba ngày mẹ đi. Rằng con không chịu, cho mẹ nằm mơ xem nào. Tớ mà bao à, mà lơ à, bơ. Bà biết bà trông mà tôi mà bà lì nổi. Ô viết, nó ra la sốc bật. Về. Để chạy mộ, chạy sợ cái hợp ấy, mau mà nhá. Lược mà nhá, khờ cái mày đi lơ. Chả Leng giờ chỉ còn người mẹ già vẫn đêm ngày đi tìm thi thể của con. Đôi bàn chân của bố ngày nào ra vườn làm lụng, giờ chỉ để thăm mộ con mỗi ngày. Những vườn quế hàng chục tuổi giờ lại là những nấm mộ. Ngày nào bố ở đây biết thăm là xem mà làm, mà không có hôm bố đi thăm, bố đi quét dọn rạc rơm này, dọn sạch sẽ. Ngày mồm có mắt, mà một ngày bố đi 2-3 lần đi cho nó đỡ buồn con à. Để buồn coi để đâu nhớ. Ông mà cho mình suy nghĩ nhớ quá đi. Bây giờ là cái tài sản mà mất bố không đáng kể. Mất con người mà tiếc. Thân nhân của bố mà 8 người bố tực lắm rồi. Một cô này kêu con cô này là đây được. Bè này này kìa. Còn 5 người nữa. Một số người mà đi mất tiếp theo cũng chưa lấy được hết. Chứ không nói. Cả một đời người mà bố chưa thời nhớ rước. Đây là ngôi làng hay còn gọi là nóc mà già làng Đề lập ra 21 năm trước. 13 nóc nhà có của ăn của để xem trong vườn cao sơn ngọc quế của Nam Trà My giờ còn lại gì. Người già làng đã từng vào sinh ra tử trong chiến tranh, dành cả cuộc đời xây dựng xóm làng, không ngờ cuối đời lại bị thiên tai lấy sạch. Ôi, con mà trong mi con không sợ, cái này bố sợ quá. Đây mà chết cả gia đình, các mực xóm làng mà quét sát thì nãy bố buồn, bố tực lắm. Ngày nào bố muốn khóc, ngày nào bố muốn khóc, ngày mai không rơi nước mắt miết. Ăn cơm, ăn không ngon mà ở không yên còn khó lắm. Chiều miền núi sương lạnh, không còn tiếng cười hay mùi cơm nóng đang sôi bên bếp lửa. Cái còn lại chỉ là sự lặng lẽ. Những lặng lẽ của vợ chồng, người lập ra làng này
và chứng kiến cái chết của làng này. Này ai mà lũ này mà lũ mầm vọng phù rơ bảy tàn nề lời lời này ai lời lời. Năm nay đi cùng với những tên gọi cụ thể của thiên tai như là bão, lũ hay là sạt lở lũ quét thì chúng ta hay nói đến cụm từ là đa thiên tai. Năm 2020 là minh chứng rõ ràng cho thấy là tại cùng một thời điểm, tại cùng một khu vực không chỉ xảy ra một loại thiên tai mà là dồn dập liên tiếp, thậm chí là luân phiên các loại khác nhau. Vẫn trên không gian của bờ đông dãy Trường Sơn, chỉ trong vòng tháng 10, các loại hình sạt lở đặc trưng của vùng núi Việt Nam đều đã diễn ra. Việt Nam là một trong những quốc gia bị tổn thương nặng nề nhất về biến đổi khí hậu, và sự thật đã chứng minh điều này. Trong xu thế ngày càng xấu đi của khí hậu toàn cầu thì chúng ta buộc phải có những thích ứng mới. Những bất thường của thiên nhiên cần phải được nhìn nhận lại một cách toàn diện hơn. Rời làng, di dân khỏi vùng thiên tai là đề án mang tầm thời đại mà Quảng Nam theo đuổi suốt 20 năm nay. Ở một vùng đất thường xuyên bị tổn thương bởi thiên tai, chuyện tìm được quỹ đất để di rời không phải là chuyện dễ. Khu tái định cư Tranh Tong, thôn 1, Trà Cang là một trong ít nơi nằm trong vùng tương đối an toàn. Sau gần một năm vận động, người dân mới chấp thuận đến đây. Khung cảnh hiện tại thật yên bình, không thấy dấu vết nào của các trận mưa lũ hay sạt lở vừa rồi. Đời sống so với nơi ở cũ thì khá nhiều hơn, mà đi bệnh viện để con cái đi học hành thì tiện lợi hơn. Trước đây thì bà con chỉ bám vào nương rẫy để mà sống, mà bây giờ bà con ở nơi ở mới, những hộ thanh niên thì đi làm thuê. Để đảm bảo được tính mạng của con người, di dân là chưa đủ, cần xây dựng một hệ thống cảnh báo sớm, toàn diện, có sự kết hợp giữa con người và công nghệ thông tin để thông tin cảnh báo đến với người dân kịp thời và dễ hiểu. Hiện nay kế hoạch của tỉnh trong giai đoạn 21-25, thực tế tại Quảng Nam hiện nay là chúng tôi cũng đang cùng với các nhà khoa học để nghiên cứu làm sao có một cái app rất là đầy đủ cho người dân. Cái app này về thời tiết thì nó có nhiều cái chức năng ở trong này, đặc biệt là chức năng về cảnh báo sớm như cảnh báo sạt lở, cảnh báo ngập lụt và cảnh báo thiên tai. Những thiên tai mà nó hạ tới cái con người thì chúng tôi khả năng là trong năm 2021 chúng tôi ứng dụng cái app này vào cái đời sống của tỉnh Quảng Nam. Muốn quản trị thiên tai hay biến đổi khí hậu phải tìm ra những giá trị bền vững. Từ chính vùng đất tổn thương này, người dân Nam Trà My đã tìm ra nguồn mưu sinh quý giá là sâm Ngọc Linh. Sâm này muốn trồng được thì phải có rừng nguyên sinh, nếu không sâm sẽ chết. Ông gia bà gia hồi xưa cho biết trong cây sâm hồi xưa là phá rừng, chưa là ở trong làng chưa là ai cũng trồng cây để giữ núi giữ rừng để bảo vệ để trồng cây sâm. Sâm lớn lên thì nhỏ cây sâm một cây hai cây này bán được nuôi vợ nuôi con. Thực tế mà tôi đang có mặt tại đây cho thấy rõ vai trò của rừng trong việc bảo vệ và che chở con người trước thiên nhiên. Chỉ cách nhau có một cây cầu thôi, nhưng bên có rừng thì đất đai còn nguyên trạng, còn bên mất rừng thì từng lớp đất đã bị bóc lên. Và nếu được hỏi là bạn chọn đi về hướng nào thì chắc chắn rất nhiều người trong chúng ta chọn đi về hướng an toàn. Lựa chọn của chúng ta chính là tương lai của chúng ta. Năm mới 2021, chúng ta đã bước sang một thập kỷ mới. Với những gì đã diễn ra, thì chúng ta cùng có những sự nhìn nhận lại về nhận thức của mỗi người. Khi một năm mới đến, cần nhận thức thay đổi, không chỉ nâng cao ý thức về dịch bệnh, mà bảo tồn thiên nhiên và yêu môi trường vẫn là những điều không thể không nhớ. Và Việt Nam hôm nay sẽ quay trở lại ngay với nhiều tin tức đáng chú ý khác.